Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì tin tức tháng tư đen ở cộng đồng người gốc Việt ở Hoa Kỳ đã có một tin vui thưa quý vị. Và đây là một vận động viên bóng rổ trưởng thành từ hệ thống college của Hoa Kỳ. Và hai chị em mang họ Trương, thường được báo chí Hoa Kỳ gọi là Trương Twins, một người đánh chủ công, một người đánh phòng thủ thưa quý vị, và Trương Thảo Vy là cô em và Trương Thảo My là cô chị. Thì hai người đã trở về Việt Nam đánh trong màu áo đội tuyển bóng chuyền ba ba Việt Nam và coi như là song tịch thưa quý vị. Vừa có quốc tịch Hoa Kỳ, mặc dù sinh đẻ ở Hoa Kỳ nhưng với thành tích thể thao vượt trội được mời về để thi đấu cho màu áo đội tuyển Việt Nam. Và hai chị em của cô đã giành được huy chương bạc SEA Games lần thứ 31 và huy chương vàng lần thứ SEA Games 32 thưa quý vị. Thì có thể nói được đánh ở giải bóng rổ nhà nghề, tức là Women NBA của Hoa Kỳ, là một cái giải thi đấu danh giá nhất và có tiền nhiều nhất, lương thưởng nhiều nhất thưa quý vị. Và năm nay thì cô em Trương Thảo Vy, tên tiếng Anh là Kaelin Trương, được chọn đứng thứ 21 ở Hoa Kỳ. Thì các đội bóng rổ nhà nghề yếu thì được quyền chọn trước thưa quý vị, và có 8 đội bóng nhà nghề. Chúng ta thấy là việc tuyển chọn đội bóng nhà nghề cũng hết sức khó khăn. 4 đội đại diện cho miền Tây và 4 đội đại diện cho miền Đông, trong đó có đội Washington Mystic. Thì danh sách của các vận động viên thể thao trong hệ thống trường đại học thì được đưa ra để các nhà tuyển trạch viên có thể tuyển chọn, và cô Trương Thảo Vy, Kaelin Trương, được chọn thứ 21. Rất tiếc là cô chị thành tích kém hơn cô em do ít ghi điểm. Xin nhắc lại là cô chơi ở vị trí phòng thủ. Tuy nhiên, theo báo chí cho biết là chiều cao của hai chị em cũng khá khiêm tốn, chỉ tầm 1m7, cho nên không có đủ sức càn lướt đối với các nữ đấu thủ to lớn thưa quý vị. Dễ tranh cướp giật bóng, chơi bóng rổ thì thể lực phải rất là sung mãn, vân vân. Hai chị em sinh đôi thưa quý vị. Và cô chị thì xin nhắc lại là Trương Thảo My, rất tiếc không được tuyển trạch viên tuyển chọn, trong khi cô em Trương Thảo Vy, Kaelin Trương, có tương lai hết sức rực rỡ thưa quý vị khi mà được tuyển chọn vào các đội tuyển bóng rổ nhà nghề. Thì lương thưởng đều rất cao, như chúng ta cũng đều biết, giải đấu ở Hoa Kỳ hết sức khắc nghiệt và tiền thưởng rất cao. Và điều quan trọng là họ tuyển trạch từ sinh viên, và điều kiện là phải có bằng cử nhân và phải trên 22 tuổi. Nói chung là không có chuyện mà bỏ học đi đánh bóng chuyền rồi thất học rồi trở thành những tài năng. Xin lỗi, đây không phải là bóng chuyền mà đang nói về bóng rổ thưa quý vị. Tài năng về bóng rổ. Thì hai chị em được bố mẹ đều là người Việt cho tập chơi bóng rổ từ năm 6-7 tuổi thưa quý vị. Và từ đó thì phát triển tài năng, rồi giành các giải thiếu nhi, thiếu niên cho đến khi lên trên bậc đại học. Việc đánh cặp thì rất dễ dàng vì hai chị em đã chơi với nhau gắn bó từ nhỏ thưa quý vị. Nhưng để chơi với tính cách chuyên nghiệp nó có phần khác khi mà các
bạn đồng đội có những kỹ năng năng khiếu khác nhau và phải thích ứng với lối chơi của toàn đội và của huấn luyện viên rồi của bản thân nữa thưa quý vị. Nói chung đây là một cái sự rất hãnh diện cho cộng đồng người gốc Việt ở Texas nói riêng và nói chung cho người gốc Việt ở Hoa Kỳ và nói chung cho toàn thể người Việt trên thế giới thưa quý vị, khi lần đầu tiên có một nữ vận động viên người Việt, bố mẹ là Việt Nam thưa quý vị, đã ghi tên và tham gia thi đấu được trong màu áo của bóng rổ nữ chuyên nghiệp giải đấu ở Hoa Kỳ. WNBA thưa quý vị, hết sức danh giá và chúng tôi xin chúc mừng cho Trương Thảo Vy có một tương lai rực rỡ phía trước để mà cống hiến cho bộ môn bóng rổ. Thì chương trình đến đây tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.